Hào nướng phô mai. Hào nướng phô mai. Nó rất là béo luôn. Là ra mời mọi người ăn nha. Ngon lắm mọi người. Hào thì rất là béo. Sáng hôm nay thì mình sẽ đi ra chợ để mua một ít hào về nướng ăn. Chợ Eki ở đây thì họ sẽ nhóm họp vào sáng thứ bảy nha mọi người. Còn các làng khác thì mỗi làng thì Mấy đều cái có cuốn như cái này để mình ngày làm nhật riêng, ký nè Du Anh. mỗi ngày thì họ sẽ Mấy cái làm này không có chắc họ làm trùng bằng nhau tay đó, nha. để Ừ, cho khách du lịch nhìn có cái này thể đẹp lắm. đến được rất là nhiều nơi. Ở đây á, mọi người họ chỉ có sống được vào những cái ngày tháng hè này thôi, là có đông khách du lịch thôi, chứ còn những cái tháng khác á, thì ở những cái vùng này nó vắng vẻ lắm mọi người. Mọi người cũng đã thấy rồi đó, nó ra quay đó, đa phần là chỉ có người lớn tuổi, người già Mua ở bên ở đây đây thôi nè. hả. À, để mẹ con. Đó. Cái loại lớn nhất ở đây thì thường nó bán là số 1. Còn đa phần thì họ hay thích ăn số 2 hoặc số 3. Số nó nhỏ hơn. Đó. Bánh này nó rất là mềm mọi người. Họ làm sao mà rất là ngon luôn. Bên trong này là táo, táo. Nhưng mà làm sao nó rất là mềm. Đó. Rất là ngon. Hai mẹ con đi chợ xong đi ra đây ngồi lãng mạn. Đây bây giờ là hào mình đã mua về rồi nè mọi người. Hào này thì là mình mua loại lớn nhất ha, mình mua loại số 1. Thì ở bên này nè thì đa phần người Pháp họ không có thích ăn cái loại to như vậy đâu mọi người. Nó to bằng bàn tay mình luôn nè. Đó, thường thì họ sẽ chỉ thích ăn hoặc số 2, số 3, có khi họ ăn số 4, những cái con nhỏ xíu á. Còn mình thì lại rất là thích ăn những cái con lớn như vậy. Và những cái con mà loại số 1 như này thì rất là ít người bán nha. Và họ bán cũng không có nhiều nữa, mọi người thấy đó, ở ngoài chợ có ít lắm. Cách gỡ hào cũng rất là đơn giản, mình cầm con hào lên bàn tay như vậy, mình tính ha, ở đây là cái phần chóc nhọn nè, còn đây là phần trên ha, mình không có để con hào như vậy nha, mình để con hào như vậy theo lòng bàn tay mình ha, thì mình tính là một nửa đó, cứ tính theo phân nửa của con hào thôi. Thì ngay ở phần giữa của con hào này nè thì đó là cái phần mà cái mình không biết gọi sao mà bên này gọi là cái ne á mọi người. Thì mình sẽ cắt, mình dùng cái con dao nè, mình sẽ nạy vô đúng cái phần giữa như thế này. Là khi mà mình cắt xong cái phần ne này á, là con hào tự động nó sẽ bung ra thôi. Đó. Thì ngay phần giữa này mình dùng cái mũi dao nè, mình lách nó vô đây ha. Mình kiếm ngay cái khúc giữa này ha, cái mình nạy nạy mình lách nhẹ vô, xong sau đó là mình đẩy cái mũi dao vô bên sâu bên trong và mình cắt cái phần ne này đó, và khi mình cắt cái là nó bung ra liền ha. Đó, mọi người thấy không, đây ra ra mở ra ha, đó. Mình phải cắt sát cái phần ne này ra nè, đó vậy là xong, rất là đơn giản ha. Thì đây là đây cái phần mà mình phải cắt ra là cái phần này nè mọi người. Đó là đúng là nằm ở ở giữa của cái con hào ha, đúng phần giữa như vậy. Đó là mình phải cắt cái phần ne chỗ này nè. Đó, khi mà mình cắt cái phần này ra là con hào nó bung ra thôi.
Rất là đơn giản ha mọi người ha. Mình đã tách xong 26 con hào rồi nè. Rồi xong rồi mình cũng rửa lại cho nó sạch á, để có những cái vỏ mà nó rớt vô trong cái thịt hào á thì mình lấy nó ra ha. Mình sử dụng cái miếng giấy nhôm nè, mình để lên giống như vậy nè. Thì để khi mà mình để cái con hào lên á, con hào nó sẽ không có bị ngã ra ha. Tại mình không có cái khuôn á, thì mình sẽ sử dụng những cái miếng giấy nhôm như vậy nè. Đó, thì khi mọi người thấy mình để cái con hào lên như vậy nè, thì nó sẽ không có bị ngã ra. Mình sẽ chuẩn bị một ít sốt bơ tỏi ha. Mình cho vô đây một ít bơ và mình sẽ làm chảy nó ra. Đây là ngò tây, ở bên này nó gọi là persil đó. Mình sẽ cắt nhuyễn ra ha, mình lấy cái phần lá này thôi. Mình không có lấy cái phần cuống ha. Hoặc ai nếu ai thích ăn cuống thì cũng được, không có sao. Ta ra chỉ lấy phần lá này thôi. Mình cắt nhuyễn nó ra. Mài nhuyễn 3 tép tỏi cho vô đây. Thêm vô đây một chút dầu olive. Mình cũng cho thêm một ít bột tỏi vô nữa để cho cái hương vị nó đậm đà hơn. Phần hỗn hợp gia vị của Lara làm đơn giản chỉ như vậy thôi. Bây giờ thì mình rưới một chút hỗn hợp này lên trên mặt của con hào ha. Nhớ là những cái con hào này thì mình đã bỏ đi cái phần nước ở trong nó ra rồi nha. Nướng hào ở 200 độ C trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Tùy thuộc vào nếu như mà mình muốn ăn hào chín nhiều hay chín ít ha. Ở đây Lara cũng mua 2 kg mun là mấy con hến đó mọi người. Bây giờ mình luộc cho nó chín ha. Cái chén bơ tỏi nè, mình còn dư chút xíu ha. Thì bây giờ mình làm cái sốt luôn. Đây nè, cái sốt này thì Lara mới mua lần đầu tiên. Sản phẩm của Việt Nam ha. Mọi người ở Việt Nam thì chắc là cũng biết. Lara thì đây lần đầu tiên Lara biết cái này ha. Thì Lara cho vô đây một ít. Còn đây là sốt me nè ha, thì Lara cũng cho vô một ít luôn. Loại sốt này mình cũng cho vô đây một ít. Mình có loại sốt này, sốt ngọt đó, mình cũng sẽ cho vô đây một ít luôn. Sốt này thì nó hơi đặc và mặn, thì bây giờ mình sẽ cho thêm một ít nước vô. Nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình mình. Cái sốt mà mình làm rất là nhiều loại hỗn hợp trộn chung với nhau như vậy nè, ăn nó rất là ngon. Mọi người thử làm giống như Laura mà coi. Mình làm cái sốt này để lát mình sẽ ăn với mấy con hến. Mình cắt một ít phô mai mozzarella này để lát nữa mình để lên trên mấy con hào ha. Mình chiên một ít khoai tây để ăn chung với hến. Ở bên này thì cách ăn của người Pháp sẽ là ăn những con hến chung với cả khoai tây chiên. Hào thì mình thích ăn nướng chín, cho nên là mình đã nướng là 15 phút trong 200 độ C ha. Đó, vì thì bây giờ mình sau 15 phút rồi thì mình sẽ bỏ mấy cái phô mai này lên cho nó chảy ra. Rồi mình tắt cái lò nướng là được rồi đó mọi người. Đây, cái sốt này là cái sốt mà mình mới vừa làm nè, rất là ngon mọi người. Ở bên này nè, khi mà người ta ăn mấy cái con này con gì ta, con hến nè mọi người, mấy cái con hến này nè, thì thường họ sẽ để cái kem fresh, tức là cái kem béo, họ bỏ vô đây họ nấu. Nhưng mà Laura không có thích cái cách ăn đó, thì Laura chỉ có làm hấp chín nó lên thôi ha. Và họ ăn chung với cả khoai tây chiên đó. Vậy còn hôm nay nữa, đây hào của mình đây, hào nướng phô mai, hào nướng phô mai. Wow. Rất là béo luôn. Là ra mời mọi người ăn nha. Ngon lắm mọi người. Hào thì rất là béo. Mình để thêm có tỏi nè.
Tajin là cái ngò tây á, hả? Ngò tây rồi bơ rồi phô mai vô nướng lên 15 phút thôi, rất là ngon mọi người ơi, cực kỳ ngon. Con hàu rất là béo, ngon lắm. Tuyệt vời. Ngon lắm mọi người, rất là ngon. Còn cái này mọi người làm thử giống ra ra coi. Cái này mình chỉ làm rất là đơn giản, luộc cho chín lên thôi, rồi xong rồi để cái nước sốt này vô. Đó. Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Rất là thơm. Rồi. Bên này thì họ sẽ ăn chung với khoai tây chiên. Ngon mọi người. Mình còn quên, mình có để dư vài con hàu, hàu sống nè, để mình ăn sống. Đó, mấy con còn sống này thì ở bên này thì họ sẽ vắt chanh vô ăn thôi. Sẽ vắt chanh vô mình ăn. Ăn chanh như vậy. Cho nên là thường là người Pháp á, họ hay ăn là những cái con nhỏ nhỏ đó, họ vắt chanh vô là họ ăn nguyên con. Còn mình thì lại thích những cái con lớn như vậy. Ăn con lớn như vậy. Xong rồi. Ngon lắm. Hào còn sống á, nó có một cái hương vị rất là tuyệt vời. Ngon lắm mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết Nó béo video không? của Laura Nó ngày hôm bự dễ nay. sợ Chúc tất cả mọi không? người có những ngày thật là vui, thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc bên gia đình mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!